Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp cuối tuần đón rất đông du khách và người dân tới đây vui chơi. Đây cũng là khoảng thời gian mà những địa điểm uống nước vỉa hè đông nghịch. Thế nhưng rất nhiều người bày tỏ bức xúc vì mức giá ở đây không hề rẻ thế nào. Nhiều người tá hỏa khi biết nước vỉa hè bán giá cắt cổ so với chất lượng nhưng đành ngậm ngùi trả tiền vì không hỏi giá trước. Mới đây, một bạn nữ vừa đăng bài than thở trên mạng xã hội vì mua phải ly nước vỉa hè nhưng giá lại đắt ngang ngửa cửa hàng có thương hiệu ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nội dung bài đăng cụ thể như sau: lâu lâu cô gái tranh thủ bữa đi xả stress, ai ngờ stress tăng đôi. Đời thuở tỷ năm mới lên phố đi bộ Nguyễn Huệ lần, mình kêu ly sâm dứa với ly trà vải, tính tiền 100.000 đồng, đờ mất 5 giây, hỏi lại 3 lần coi có nhầm không, nhưng đúng hẳn 2 ly 100.000. Thiệt, bán kiểu này chắc mua nhà bên Mỹ luôn đó. Đăng cái cho đỡ tức cái lồng ngực và cho mọi người lưu ý không bị lừa như em. Trong bức ảnh được cô gái chụp lại, hai cốc nước vỉa hè được đựng trong chiếc cốc nhựa dùng một lần với thứ nước uống được pha trộn không biết bằng cái gì mà màu xanh xanh đỏ đỏ. Dù bỏ ra số tiền 50.000 một cốc nhưng nhìn cốc nước chỉ toàn đá, hút vài hơi có khi sẽ hết. Sau những lần mua nước với giá cắt cổ, nhiều người truyền tay nhau những kinh nghiệm để không bị chặt chém. Bạn Thu cho hay, để chắc chắn không bị chặt chém thì nên vào cửa hàng tiện lợi hoặc những quán nước có thương hiệu. Ví dụ bỏ ra 40-50 nghìn đồng mua một ly trà thắt vỉa hè, được cái to nhưng toàn đá, chất lượng cũng không đảm bảo. Cũng số tiền đó, bạn hoàn toàn mua được ly sinh tố ở những quán có tên tuổi chút, vừa sạch sẽ vừa có chỗ ngồi. Việc một số gánh hàng rong xung quanh bán nước với giá cắt cổ ít nhiều đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cùng đưa ra ý kiến của mình nhé!